xe xây dựng. Tôi là máy xúc. Tôi là máy ủi. Tôi là xe ben. Tôi là cần cẩu. Tôi là xe lu. Tôi là xe trộn bê tông. Chúng tôi là đội xây dựng. Không điều gì làm khó được chúng tôi. Hãy xem ở đâu cần đồ xây dựng. Cứu hộ nhà máy. Đội xây dựng đến rồi, xin hãy cứu Whiskers và Momo. Đừng lo lắng, tôi sẽ cứu họ ngay lập tức. Whiskers bị cây to đè lên rồi, hãy cứu cậu ấy trước. Đầu tiên chúng ta hãy bọc cẩn thận, đừng để Whiskers bị đá vỡ văng vào khi bạn xúc đống đá đi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi sẽ giao nhiệm vụ nâng cây cho cần cẩu. Tôi là cần cẩu, hãy cột dây thừng để cố định cây to trước khi nhấc nó lên. Đội xây dựng A, cảm ơn các bạn đã cứu tôi. Không có gì đâu Whiskers, chúng tôi cần phải cứu Momo ngay bây giờ. Momo bị mắc kẹt trong tầng hầm, hãy cứu cô bạn ngay. Lối vào tầng hầm đã bị một phiến đá chặn lại, hãy bỏ phiến đá ra trước đã. Phiến đá lớn quá, tôi cần thay mối khoan để phá vỡ phiến đá. Bây giờ, hãy đập vỡ phiến đá. Sau đó, thay gầu để xúc bỏ đá vỡ. Lối vào đã mở rộng rồi, tôi sẽ nhường phần việc còn lại cho cần cẩu. Tôi là cần cẩu và tôi có thể nâng Momo ra khỏi tầng hầm. Kéo thiết bị và đặt lên móc nâng và thả xuống tầng hầm cho Momo. Hãy giúp Momo đeo thiết bị vào. Mũ bảo hộ, găng tay, dây đai an toàn. Đừng lo lắng Momo à, tôi sẽ đưa bạn ra ngay. Ok, đội xây dựng, tôi tin tưởng ở các bạn. Đồ xây dựng tuyệt vời, đấy là huy hiệu cứu hộ dành cho bạn để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi. Đố vui cùng bé gấu trúc, cùng xem hiểu biết của bạn rộng đến đâu nhé. Xe xây dựng nào có thể chở vật liệu? Xe ben, xe trộn bê tông, máy xúc. Không đúng, hãy suy bạn đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, xe xây dựng nào có thể trộn bê tông để lát đường? Máy xúc, máy ủi, xe trộn bê tông. Bạn đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, xe xây dựng nào có thể xúc đá? Máy xúc, xe lu, cần cẩu. Bạn đúng rồi. Bạn trả lời đúng tất cả. Tuyệt quá. Hãy xem ở đâu cần đồ xây dựng. Xây cầu.
Ở đây cần một cây cầu để xe cộ ở hai bên sông có thể qua lại nhanh chóng. Đội xây dựng đến rồi. Đây là danh sách công việc để xây dựng cầu. Mình giao phó việc xây cầu cho các bạn đây. He he he, đội xây dựng của chúng tôi là một nhóm chuyên gia xây dựng tí hon. Bạn có thể tin ở chúng tôi. Tôi là máy xúc, bạn có thể giao là nhiệm vụ đào khi xây cầu cho chúng tôi. Hãy nhớ cột chặt dây thép vào tay cầm. Trụ cầu đã được lắp xong. Tôi là cần cầu và tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ nâng mặt cầu. Trước tiên, hãy ghép khuôn mặt cầu và các thanh thép lại với nhau. Kéo mốt nâng và nâng mặt cầu lên để lắp ráp. Tôi là xe trộn bê tông và tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ trộn bê tông. Hãy đổ bê tông lên mặt cầu. He, tôi là xe lu, hãy đấm đường bê tông cho bằng phẳng. Dùng máy kẻ đường vẽ các đường màu trắng ngay ngắn trên mặt cầu. Sau khi bê tông đã khô và đông cứng lại, đổ sơn màu trắng vào máy kẻ đường. Đội xây dựng ơi, cây cầu các bạn xây đẹp quá. Phần thưởng dành cho bạn là một huy hiệu xây dựng. Đố vui cùng bé gấu trúc, cùng xem hiểu biết của bạn rộng đến đâu nhé. Xe xây dựng nào nâng được hàng hóa nặng? Máy ủi, cần cầu, xe lu. Bạn đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, xe xây dựng nào có thể kè đường? Xe trộn bê tông, xe lu, máy kè đường. Bạn đúng rồi.
Câu hỏi tiếp theo, xe xây dựng nào có thể đâm con đường mấp mô trở nên bằng phẳng? Xe pen, xe lu, máy xúc. Bạn đúng rồi. Bạn trả lời đúng tất cả, tuyệt quá. Hãy xem ở đâu cấn đồ xây dựng. Xe xây dựng.